Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị khách rất là đặc biệt. Cô đã đi hơn 40 nước trên thế giới và được thử rất nhiều món ăn ngon và lạ. Không chỉ là cô đam mê ẩm thực và cô nấu ăn rất là ngon. Xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay nhé. Chào chị Ly. Chào Minh Cương. Dạ vâng, em chào chị. Xin chào khán giả của chương trình Nấu Gì Hôm Nay. Mời Minh Cường và quý khán giả chúng ta cùng khám phá ẩm thực của Pháp qua một cái món ăn đặc sản rất là nổi tiếng có tên là cá sốt bơ. Để chế biến món ăn cho hai người thì thành phần chúng ta phải chuẩn bị 500 g thịt cá ba sa. Dạ. Và 100 g thịt cá ba sa mà mình cắt nhỏ, 2,5 muỗng kem đánh nhuyễn, một lòng đỏ trứng gà và 260 ml nước dùng gà, 2,5 muỗng canh bột mì đa dụng. Đây là bột mì đa dụng ha. Và 2,5 muỗng canh bơ, bơ Pháp, một muỗng canh nước cốt chanh. Đây là tiêu. Dạ, tiêu xanh đúng tiêu không xanh. Chị? Còn nước trắng trắng này là nước gì chị? Đây là rượu vang. Rượu vang trắng nguyên chất, cần tây thái nhỏ. Dạ. Tiếp tục là có vài cọng thì là này, vài cọng nguyệt quế. Dạ vâng. Ngoài những cái thành phần này, chúng ta còn phải cần thêm những cái gia vị. Yeah. Để cho món ăn thêm thơm ngon hơn và đậm đà hơn. Yeah. Ví dụ như là tiêu này, rồi hạt nêm từ thịt thăn xương ống và tủy. Dạ vâng. Thưa chị, tại sao là mình lại dùng cá ba sa này? Ngoài cá này thì mình dùng cá khác được không ạ? À? Đúng, để dùng cho món ăn này là cá tuyết cơ. Dạ. À, cá tuyết. Bởi vì cá tuyết ở Việt Nam mình kiếm là tương đối khó và giá cả rất là cao. Thành ra là Ly chọn mà cá ba sa đây là thịt cá trắng. Dạ. Cũng có thể thay thế cho cá tuyết được và có thể tìm được rất nhiều nơi ở ngoài siêu thị. Người ta có thể làm sẵn cho mình một cái miếng cá phi lê như vậy. Mình sẽ lấy một nửa bột ha, một nửa bột như vậy. Rồi, mình sẽ lấy một muỗng tiêu chưa? Mình sẽ lấy một muỗng tiêu. Dạ, một muỗng lấy tiêu. Lấy một muỗng tiêu đi ha. Dạ vâng. Rồi, giờ mình trộn đều lên. Dạ. Có mình cần để hạt vậy thôi. Bây giờ chưa chị? Chưa. Mình để vậy để cho cá nó khô đã. Rồi, mình để tạm thời đây nhá. Dạ. Bây giờ mình sẽ làm sốt cá. Dạ. Rồi, mình sẽ cho một nửa chỗ nước này vô. Dạ. Sau món này về là em cũng thành đầu bếp của món này luôn đó chị. Hy vọng là như thế. Rồi trong lúc mà chờ cái nước này nó sôi thì mình có thể trang trí cái dĩa đồ ăn. Trái chanh tươi mình cắt lát ra thôi cho đơn giản. Mình cắt khoảng 6 lát rồi mình trang trí theo hình bông hoa như vậy. Dạ, em thấy cách trang trí thì cũng đơn giản. Đơn giản thôi bởi vì người Pháp người ta không trang trí quá cầu kỳ đó. Dạ. Rồi tiếp tục là mình sẽ cho cá vào đây ha. Dạ. Mình cho nó hai mặt luôn hả chị? Đúng rồi, mình áo bột thôi đấy. Bao nhiêu món ăn là em nghĩ là ở Pháp như vậy thì chị ấn tượng món nào nhất? Có lẽ mình ấn tượng là món này nhất. Nhưng ngoài ra có một cái món cũng rất là ngon. Đấy là cái món bò phi lê cuốn pate. À, hy vọng lần sau là chị sẽ có thể hướng dẫn cho em cái món khán giả cái món này nhé. Dạ, món đấy cũng tương đối rất là ngon. Dạ. Rất là ngon. Nhưng cái món này Ly muốn giới thiệu với Minh Cường và khán giả là vì là cái món đầu tiên khi mình sang Pháp mình được ăn. Dạ, yeah. Nhiều kỷ niệm hả chị? Dạ, rất nhiều kỷ niệm vì khi mình được ăn cái món đầu tiên ở Pháp là cái món này mình có rất có ấn tượng với nó. Dạ, và chị đã ăn món này là bắt đầu lúc đó là bao lâu rồi? Cũng 15-16 năm rồi. Và tới bây giờ chị vẫn còn thích? Bởi vì mỗi một lần sang Pháp mình đều phải ăn món này đầu tiên. Dạ. Khi chảo nước đã sôi nhá. Dạ. Mình sẽ thả cái phần thịt cá đã băm nhỏ này vào. 4 muỗng canh rượu vang trắng. Dạ. Cho khoảng 3 cọng tiêu này thôi. Dạ. Lá nguyệt quế mình đã thái nhỏ. Dạ. Mình sẽ lấy vài cọng thì là mình bỏ vào đây. Cái sốt này em nghĩ nó cũng hơi một chút cầu kỳ hả chị? Nó tương đối cầu kỳ đấy. Dạ. Cần tây. Dạ. Mình sẽ cho vào một ít. Một cọng cần thây thôi. Chỗ này Ly thả hơi dạ, nhiều. Vâng. Cường lưu ý nha. Cái món này mình chỉ làm khoảng 15 đến 20 phút thôi. Và lưu ý là không đậy vung nhá. Mình cứ để như vậy và lửa nhỏ. Dạ. Lửa nhỏ để làm sao? Để sốt nó không bị cháy. Cái nước nó không bị cháy. À. Sau đó thì mình sẽ lọc ra một chén nước là vừa đủ. Cường ơi, sốt của mình được rồi đấy. Giờ tắt bếp nè. Rồi mình sẽ múc ra một chén là đủ. Chén nước cốt cá rồi, bây giờ mình sẽ chiên nha.
mình sẽ chiên cá. Rồi bật bếp này dùng ly. Dạ. Bơ thì mình cho khoảng 2 muỗng canh bơ thôi. Mình phải chờ cho bơ nó ngả nâu vàng. Khi bơ ngả nâu vàng rồi ý, thì chiên cá nó mới thơm. Dạ. Và nó át đi cái mùi tanh. Bơ đã ngả nâu vàng nhá. Cường thấy chưa? Nó ngả nâu vàng như vậy. Mình sẽ thả cá vào mình chiên. Chiên từng mặt. Mỗi mặt khoảng 1 phút thôi. Gọi là mình chiên sơ thôi. Giờ đã hết 1 phút nha. Giờ mình sẽ đảo lại mặt sau. Như vậy. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái dĩa nó có cái giấy thấm. Thì mình sẽ bỏ cá vào đây. Để cho nó thấm hết bơ. Tắt bếp ha. Tiếp tục mình sẽ làm nước sốt. Mình vẫn xài lại chảo này. Mình xài lại cái chảo này luôn. Dạ. Mình cho nốt cái phần còn lại này, khoảng 1 muỗng cà phê bột vào. Dạ. Mình đảo. Rồi tiếp tục mình sẽ cho 130ml nước dùng gà vào. Mình làm cho nó sánh lại hả chị? À, mình làm cho nó sánh lại như vậy. Cho một chút chanh vào. Dạ. Một nửa muỗng cà phê chanh thôi. Nước sốt cá mà lúc nãy đó mình lấy ra đó. Dạ. Giờ mình đổ vô đây. Khi đã sôi như vậy khoảng 1 đến 2 phút mình sẽ thả cá vào. Đây, mình sẽ thả cá vào. Rồi, vặn vừa lửa thôi. Mình để như vậy để cho nó cá nó thấm cái nước sốt này và nó chín. Yeah. Mình chỉ nấu như này khoảng 5 đến 10 phút thôi. À, 5 đến 10 phút. Cường nhớ để ý nhé, 5 đến 10 phút. Trong thời gian đó thì nhờ Cường đây. Cường sẽ đánh cái trứng này. Dạ. Yeah. Và đánh cái kem này. Hai cái này mình hai hòa mình vào sẽ nhau. Hòa vào nhau, mình đánh chung. Một nòng trắng trứng gà thì mình đánh chung với lại 2,5 muỗng kem. Yeah. Cái kem này kem đã đánh nhuyễn. Yeah. Mình có thể mua ở ngoài siêu thị. Sau khi hết 10 phút rồi, mình sẽ tắt lửa đi. Mình sẽ vớt cá ra nè. Mình đặt vào đây. Rồi tiếp tục. Mình sẽ cho cái hỗn hợp trứng với lại kem đánh nhuyễn vào đây. Mình đảo đều lên. Đấy, mình sẽ đảo thật là đều cho đến khi cái sốt nó quện lại và nó nổi lung bung lên như vậy. Là nó đã chín rồi đấy. Sau đó mình sẽ cho một nửa muỗng cà phê chanh, nước cốt chanh vào đây. Một muỗng hạt nêm từ hương ống và tỏi. Rồi bây giờ sốt mình đã làm